cách làm trắng da toàn thân cấp tốc bằng mã cà phê và dầu dừa, bật 1-2 tông ngay lần đầu tiên sử dụng ai cũng cần biết. Phụ nữ Á Đông rất nhiều người ưa chuộng làn da trắng hồng mịn màng, tuy vậy da dễ tổn thương nhất do thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với hóa mỹ phẩm, bụi bẩn, ánh nắng gây hại da. Chúng có thể dẫn đến hiện tượng da xỉn màu, lỗ chân lông to, mụn hay đốm đen xuất hiện ngày một nhiều. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, bạn cũng đừng quá lo lắng. Một số cách làm trắng da toàn thân đã được áp dụng thành công bởi rất nhiều chị em như dùng bã cà phê và dầu dừa dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại làn da mịn màng, tươi trẻ, vốn có nhanh chóng từ ngay lần đầu tiên sử dụng. Chúng ta cần chuẩn bị một chén bột bã cà phê nguyên chất, 3 muỗng dầu dừa nguyên chất. Các bạn thực hiện theo các bước: trộn lẫn bột bã cà phê nguyên chất với dầu dừa làm thành hỗn hợp dưỡng da. Tắm sơ qua để lỗ chân lông giãn nở, giúp hấp thu tốt các dưỡng chất từ bã cà phê và dầu dừa. Ngay lúc da còn ẩm, tiến hành xoa hỗn hợp bã cà phê và dầu dừa khắp cơ thể hoặc chỉ xoa ở vùng da cần làm trắng. Mát xa trong vòng 10 đến 15 phút và tắm lại bằng nước sạch. Tắm trắng bằng bã cà phê và dầu dừa còn giúp bạn tẩy sạch tế bào chết trên da hiệu quả. Ngoài ra, trong bã cà phê và dầu dừa có nhiều chất chống oxy hóa, nên nó còn giúp làm giảm thâm nám và làm màu da đồng đều hơn. Bạn chỉ cần thực hiện phương pháp làm trắng da bằng cà phê và dầu dừa từ 1 đến 2 lần một tuần. Sau thời gian áp dụng, sẽ thấy những vết sạm đen, nám, tàn nhang trên da dần mờ đi, da cũng trắng hồng và săn chắc, khỏe mạnh trở lại. Cách làm trắng da toàn thân bằng bã cà phê và dầu dừa bạn vừa theo dõi thật đơn giản đúng không nào? Qua những chia sẻ vừa rồi, An Cốt Nam hy vọng sẽ mang đến cho bạn một mẹo chăm sóc da thật hữu ích mà không cần phải lo lắng về các loại mỹ phẩm độc hại. Hãy áp dụng và cảm nhận làn da đẹp tự tin hơn mỗi ngày các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video mới nhất của chúng tôi.